Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 3 của trường tiểu học Nguyễn Văn Tây. Hôm nay cô rất vui được gặp lại các con trong giờ học môn toán. Trước lúc vào bài học, các con cần chuẩn bị cho cô sách toán, vở rèn luyện, bút mực, bút chì và thước nhé. Các con yêu quý, hôm nay cô sẽ giúp các con củng cố rèn luyện thêm về phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số qua bài luyện tập. Bây giờ các con hãy mở sách toán cho cô, trang 116. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bước vào bài tập số 1, đặt tính rồi tính. Với bài này, các con cần thực hiện hai bước. Bước thứ nhất là đặt tính, bước thứ hai là tính. Bây giờ cô mời các con làm bài vào vở cho cô. Các con chú ý, khi làm bài đặt tính rồi tính, các con cần chú ý tính cẩn thận, phải viết chữ số rõ ràng, đặt tính thẳng hàng và dùng thước để kẻ ngang. Rồi, cô mời các con làm bài. Và khi các con làm bài, các con cần dừng video lại. Khi nào làm xong, chúng ta mới mở video ra để đối chiếu với kết quả của cô. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả nha các con. Phép tính thứ nhất, 1324 x 2. Chúng ta xem kết quả nào. Sẽ bằng 2648. Rồi, cô chúc mừng những bạn nào đã làm đúng. Phép tính thứ hai, 1719 x 4 bằng 6876. Phép tính thứ ba, 2308 x 3 bằng 6924. Phép tính cuối cùng, 1206 x 5 bằng 6030. Rồi các con kiểm tra lại xem mình có làm đúng không nào. Rồi cô tuyên dương tất cả các bạn đã làm bài đúng nhé. Các con đã hoàn thành xong bài tập số 1. Các con vừa củng cố lại cách thực hiện phép nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Ở bài tập số 2 trong sách giáo khoa là bài tập được giảm tải nên chúng ta không làm bài này. Chúng ta sẽ bước vào bài tập số 3. Bài 3, tìm x. A, x chia 3 bằng 1527. B, x chia 4 bằng 1823. Bạn nào cho cô biết x ở hai phép chia này được gọi là gì? Trong hai phép chia này, x được gọi là số bì chia. Vậy các con nhắc lại cho cô, muốn tìm số bì chia thì ta làm thế nào? Muốn tìm số bì chia, ta lấy thương nhân với số chia. Cô mời các con làm bài vào trong vở rèn luyện nhé. Các con nhớ dừng video lại ha, lát nữa chúng ta mới mở ra để xem kết quả nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả nha các con. Ở câu A, x chia 3 bằng 1527, x sẽ bằng 1527 nhân 3 và x bằng 4581. Câu B, x chia 4 bằng 1823, x bằng 1823 nhân 4 và x bằng 7292. Rồi khi thực hiện bài tìm x, các con chú ý cho cô cách trình bày ha. Chúng ta phải trình bày thẳng hàng. Các dấu bằng các con phải viết thẳng hàng với nhau theo hàng dọc như thế này. Rồi cô tuyên dương tất cả các bạn đã làm bài đúng nhé. Bạn nào làm chưa đúng thì các con cần cố gắng hơn nhé. Như vậy vừa rồi các con đã ôn lại cách tìm số bì chia. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang một bài tập có liên quan đến hình học.
Đó là bài tập số 4. Chúng ta đọc yêu cầu của bài cho cô nào. Viết số thích hợp nào vào mỗi chỗ chấm. Các con quan sát hình A và đọc yêu cầu. Có chấm 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 ô vuông đã tô màu trong hình. Tô màu thêm chấm 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 ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông. Rồi, chúng ta thực hiện ý thứ nhất, đếm cho cô xem có bao nhiêu ô vuông đã tô màu nào. À, rất là dễ đúng không nào? Có 7 ô vuông đã tô màu. Như vậy chúng ta cần tô màu thêm mấy ô vuông nữa để tạo thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông? À, đúng rồi. Chúng ta sẽ tô màu thêm 2 ô vuông nữa để tạo thành một hình vuông có 9 ô vuông. Và chúng ta sẽ tô màu ở 2 ô vuông này. À, có một số bạn không tô 2 ô vuông này mà tô 2 ô vuông bên này cũng được không? À, nếu như các bạn tô 2 ô vuông bên này sẽ không đúng với yêu cầu của bài, nó sẽ không tạo thành một hình vuông được ha. Cho nên chúng ta phải tô màu ở 2 ô vuông bên này ha. Bây giờ chúng ta bước sang câu B. Con quan sát câu B cho cô nào. Có bao nhiêu ô vuông đã tô màu trong hình và tô màu thêm bao nhiêu ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông. Và chúng ta quan sát và đếm cho cô xem có bao nhiêu ô vuông đã tô màu trong hình. À, cũng rất là dễ để đếm ha. Như vậy có tất cả 8 ô vuông đã tô màu. Vậy chúng ta cần tô màu thêm mấy ô vuông nữa để tạo thành một hình chữ nhật có 12 ô vuông nào? À, đúng rồi, chúng ta sẽ tô màu thêm 4 ô vuông nữa. Và 4 ô vuông sẽ tô màu là 4 ô vuông này ha. Như vậy chúng ta tô màu thêm 4 ô vuông, như vậy đã tạo thành được một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông. Như vậy vừa rồi cô và các con đã hoàn thành xong 3 bài tập. À, bây giờ các con có muốn chơi trò chơi không nào? À, cô sẽ cho các con chơi một trò chơi nhé. Trò chơi của cô có tên là Ai tính nhanh. À, bạn nào tính nhanh, cô sẽ thưởng cho bạn đó một cái mặt cười như thế này. À, trò chơi của cô cũng rất là dễ thôi. Các con sẽ thực hiện cho cô các phép tính nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Và các bạn sẽ thực hiện phép tính này trong thời gian 5 giây. Bạn nào thực hiện nhanh và đúng sẽ được thưởng nhé. Rồi, các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu vào phép tính thứ nhất. 2132 nhân 4. Thời gian 5 giây bắt đầu. Giờ. Rồi, chúng ta xem kết quả xem bạn nào làm đúng nào. Kết quả là 8.528. Bạn nào làm đúng sẽ được cô thưởng một mặt cười. Rồi, chúng ta bước sang phép tính thứ hai. Chuẩn bị sẵn sàng nào. Phép tính thứ hai, 1.219 nhân 4. Thời gian 5 giây bắt đầu. Giờ. Rồi, kiểm tra kết quả nhé. 4.876 là kết quả đúng. Rồi, bạn nào có kết quả như vậy, cô sẽ tặng một mặt cười nữa. Chúng ta bước sang phép tính thứ ba nhé các con. 2.624 nhân 3. 5 giây bắt đầu.
giờ rồi. Chúng ta kiểm tra kết quả nào. Kết quả đúng là 7.872. Các con có đúng không? Rồi, nếu bạn nào đúng sẽ được nhận tiếp một mặt cười nữa. Chúng ta bước sang phép tính cuối cùng. 2.157 x 4. Thời gian 5 giây bắt đầu. Rồi, đã hết rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra kết quả xem bạn nào đúng nhé. Rồi, kết quả đúng là 8.628. Các con có đúng không nào? À, cô sẽ tặng cho những bạn làm đúng một mặt cười nữa. À, như vậy, giờ học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cô xin tuyên dương tất cả các bạn đã tích cực làm bài và tính toán nhanh. Các con chuẩn bị cho cô bài tiếp theo của ngày hôm sau, đó là bài chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Rồi, cô xin chào các con và chúc các con chăm ngoan, học giỏi.